Yeah, it is the Winchester House. Mà con đừng có đi vô trong đó Tâm Hằng. No, no, no. Đi ra ngoài. Yes. Hello, Tâm Hằng. Thì con cởi áo ra hả? Bây giờ con đang ở đâu nói đó thì nghe, đó thì biết rồi đó thì cởi ra cho. Where is here? Winchester House. Nói đi. Nhìn nó đi, nhìn nó đi. Anh chơi với em đi. Tâm Hằng ơi, em đi tìm con nè. Em đi tìm con nè. She found you. Thì đừng có vô trong đó nha Tâm Hằng. Cô nói. Hello Tâm Hằng, what are you doing? You're flying what? And then I don't have my stuff on my eyes because it's so sweet. Did you know where you are right now, Tâm Hằng? Con biết con đang đâu không? Hả? Con đang ở nhà Winchester House. Đợi chút xíu nữa. Một cái nữa thôi nha. Ok, 5 phút nữa. Một cái thôi. Yeah, because here is a beautiful place where you can take a picture, video.
came from a Piper rock quarry in Amden Valley, the same place that got the stone to build Stanford University. Those rainbow and rising sun designs on the wrought iron dirts are supposed to have had a spiritual meaning for Mrs. Winchester, though I don't know exactly what they mean. The house is really a thing of beauty, isn't it? You just have a light. The ceiling is to the right. There's a neck. Next year. Nhưng mà tháng tới mình đi sinh nhật của Liam. Hai birthday luôn hả ta đi? Yeah. Hai cái này hả ta đi? Yeah. Did I? Hello. Today is Sunday, March 25th. Tamien is at Winchester Hall. Want to say hello to everybody. Hello, má mày. Má mày khi nào rảnh đi chơi con với Tết này nha. Mai mốt em Tiểu Long nữa nha. Đó đây. Đó vậy. Bye bye, mọi người. See you. Bye. 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 Bye.